Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Rồi, ok, hello, xin chào anh em. Rất vui được gặp lại anh em trong một chương trình đã quá quen thuộc vào mỗi thứ hai đầu tuần. Đây là podcast DeFi Discussion. Trong series này, bọn mình sẽ ngồi xuống chia sẻ với nhau những câu chuyện xoay quanh thị trường DeFi và những góc nhìn thú vị liên quan đến sản phẩm cũng như là những cập nhật của các dự án ở trong thị trường tài chính phi tập trung. Từ khóa của tập podcast tuần này thì nó không phải là mới. Tuy nhiên, xuyên suốt một tuần vừa qua, khi mà anh em theo dõi các cái phương tiện truyền thông cũng như là các cái mạng xã hội, ví dụ như Twitter, theo dõi các cái sự kiện được tổ chức ở bên trong cộng đồng crypto, ví dụ như là điển hình nhất là với cái hệ sinh thái Ethereum á, thì chúng ta có một cái chuỗi sự kiện nó rất là lớn là ETH Denver. Thì cái từ khóa mà được họ nhắc có thể coi là liên tục và thường xuyên ở trong cái chuỗi sự kiện này cũng như là ở trên các cái phương tiện truyền thông là ZK, hay còn được biết đến với cái tên đầy đủ là công nghệ Zero Knowledge. Thì trong tuần này thì mình sẽ tập trung đào sâu về vấn đề là ZK Knowledge là gì và cái phạm vi mà cái giải pháp này nó thực sự mang lại sẽ được hiểu ở trong phạm vi như thế nào. Bởi vì á, nhiều anh em khi mà đọc đến ZK Knowledge thì thường hay hiểu nhầm là cái này nó sẽ đảm bảo được cái tính riêng tư, cái tính bảo mật cho người dùng. Tuy nhiên, việc các cái dự án, các cái tổ chức, các cái định chế họ sử dụng cái ZK Knowledge này nó như thế nào thì cái phạm vi họ sử dụng ở trong cái sản phẩm của họ á, thì nó sẽ quyết định là cái độ riêng tư của mỗi người dùng nó sẽ nằm ở mức độ như thế nào, thay vì chúng ta hiểu một cách gọi là gộp chung lại với nhau và chúng ta bảo là khi có ZK Knowledge thì chúng ta sẽ đảm bảo được cái tính bảo mật của mình, thì cái này là chưa chính xác. Thì những cái chi tiết, những cái nội dung hôm nay thì là tổng hợp thông tin mà mình đã ghi nhận trong một tuần vừa qua, và bản thân mình cũng đang tò mò về cái khái niệm này, nên là một tuần vừa qua thì mình cũng đang đọc rất là nhiều về những cái chi tiết này, và mình cố gắng để thực sự hiểu cái cách mà cái kỹ thuật ở phía dưới nó hoạt động để mình có thể gọi là ứng dụng cho bản thân mình, và phần nào đó là chia sẻ những cái góc khía cạnh như vậy để cho anh em tham gia thị trường DeFi có thể đỡ bị ngộ nhận một xíu khi mà chúng ta đọc về những cái dự án và chúng ta thấy là họ cứ liên tục gắn những cái khái niệm này vào, đúng không? Chúng ta thấy là họ cứ dăm 3 ngày thì là chúng ta lại thấy một cái dự án, một cái định chế họ gắn cái từ ZK này vào. Thì nếu như mà không hiểu được những cái cách hoạt động ở phía dưới thì chúng ta rất là dễ bị ngộ nhận như vậy. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đi vào cái cách hoạt động của ZK, hay còn được biết đến là Zero Knowledge. Thì dịch sát nghĩa thì nó là không cần biết, tức là tôi không cần biết cái thông tin chi tiết ở trong cái mệnh đề ban đầu là gì, nhưng tôi có thể chứng minh được nó là một cái mệnh đề đúng. Thì cái khái niệm từ cái tên gọi Zero Knowledge nó là như vậy. Mình sẽ đi sâu vào một cái khía cạnh về một cái ví dụ về con số đi ha. Thì ví dụ như các bạn có một cái dãy số là A nhân B nhân C chẳng hạn, thì các bạn không thể biết được là chi tiết cái dãy số A nó bằng bao nhiêu, B nó bằng bao nhiêu, C nó bằng bao nhiêu, nhưng các bạn có thể chứng minh được là ở trong cái A, ở trong cái B, ở trong cái C nó tồn tại một cái số 0 chẳng hạn đó. Ví dụ như là bạn có thể chứng minh được là ở trong đó nó có một cái giá trị nó bằng 0 chẳng hạn. Thì bạn sẽ làm cách nào? Bạn sẽ đi set cái phép nhân A nhân B nhân C và bạn kiểm tra là ở trong này cái phép nhân này kết quả nó cho ra là có phải bằng 0 hay không. Và chúng ta sẽ kiểm tra cái con số đó. Nếu như nó bằng 0 thì bạn có thể kết luận được là trong ABC có một cái bằng 0. Và chúng ta không cần biết chi tiết là A bằng mấy, B bằng mấy và C bằng mấy. Thì đó là một cái ví dụ mà mình nghĩ là sơ khởi nhất, đơn giản nhất về cái format mà cái công nghệ Zero Knowledge này nó hoạt động. Tất nhiên, nếu như mà anh em đào sâu vào cái phần tài liệu của cái công nghệ này thì sẽ thấy rất là nhiều các cái thuật toán phức tạp. Tuy nhiên là chúng ta sẽ vì cái giới hạn nguồn lực cũng như là giới hạn thời gian thì chúng ta sẽ không thể đi sâu được vào những cái khía cạnh đó ở trong cái tập podcast này ha. Rồi thì cái đó là một cái chung nhất về cái cách hoạt động của Zero Knowledge. Tuy nhiên á là nhiều anh em hiểu nhầm là đã có ZK thì là tôi sẽ được đảm bảo cái sự bảo mật thông tin cá nhân riêng tư chẳng hạn, thì cái này là chưa đúng. Mình lấy ví dụ nhé, nhiều anh em sẽ thấy được là có một cái công nghệ nó đang làm mưa làm gió thời gian gần đây, ví dụ như là
ZK Rollup, đúng không? Zero Knowledge Rollup. Vậy thì liệu cái giao dịch của mình ở trên cái Rollup này nó có được bảo mật hay không? Đáp án là không. Cái việc mà các bạn gắn ZK vào trong một cái Rollup á, nó chỉ là mã hóa những cái bằng chứng rằng là cái giao dịch ở trên cái L2 của cái Rollup đó, của cái ZK Rollup đó, nó không có vi phạm bất cứ cái quy định gì, và họ sẽ mã hóa nó để nén dữ liệu lại. Cái mục đích của ZK khi mà áp dụng trong cái khâu mà mã hóa những cái proof này á, những cái bằng chứng này á, thì để nén dữ liệu lại, chứ nó không thể giúp bạn gọi là che đi những cái dữ liệu trong giao dịch, trong từng cái giao dịch khi mà thực hiện giao dịch ở trên các cái layer 2 này. Lấy ví dụ nhé, nếu mà anh em lên các cái scanner của các cái trình, mình hay dùng cái từ là Explorer đó, để những cái trình ví dụ như là Etherscan mà chúng ta có thể lên check được cái lịch sử giao dịch của từng cái ví á, thì khi mà lên những cái Explorer của layer 2, điển hình trong ví dụ này là ZK Rollup chẳng hạn, thì các bạn vẫn sẽ thấy được là cái ví A nó chuyển sang ví B như thế nào. Tức là từng cái dữ liệu giao dịch này ở trên layer 2 này nó vẫn được ghi nhận ở trên Explorer, và cái ZK á, nó chỉ được áp dụng ở trong cái phạm vi là nó sẽ làm sao để cho cái bằng chứng xác thực những cái giao dịch ở trên layer 2 này nó được chứng minh chỉ bằng một cái proof, và cái proof đó là cái công nghệ ZK, và cái proof đó nó sẽ được gọi là nó sẽ giảm thiểu lại cái dữ liệu mà cái layer 1 nó cần phải lưu trữ. Thay vì là chúng ta sẽ phải cung cấp bằng chứng cho từng cái giao dịch ở trên layer 2 chẳng hạn, thì với cái công nghệ ZK này, mọi người chỉ cần để cái bằng chứng tất cả những cái giao dịch này, nó sẽ cho ra được một cái outcome, một cái kết quả là cái bằng chứng này, và tôi sẽ chỉ cần cung cấp cái bằng chứng này ở trên layer 1 thôi. Và đó là cái chỗ mà ZK nó được áp dụng. Đó, thì tóm lại một lần nữa là cái Zero Knowledge này nó chỉ được áp dụng trong việc là giảm thiểu cái dữ liệu mà các đơn vị xác thực trên layer 2 họ đem lên trên layer 1, chứ nó không phải là cái công cụ để cho chúng ta có thể bảo mật được cái sự riêng tư trong cái giao dịch của mình. Tuy nhiên, nếu như mà anh em mà theo dõi một vài cái giải pháp, mình lấy ví dụ luôn là Aztec Network chẳng hạn, họ vẫn gọi họ là ZK Rollup, và họ vẫn có một cái yếu tố đính kèm theo là privacy, gọi là bảo mật riêng tư á, thông tin cá nhân á, thì cái này á là nó được thực hiện, cái việc mà bảo mật thông tin giữa các cái ví á, nó được thực hiện thông qua một cái cơ chế khác. Mình sẽ giải thích nó như thế này. Tức là anh em ví dụ như có một cái hộp chẳng hạn, thì khi mà anh em bỏ tiền vào, anh em gửi cho một cái ví B chẳng hạn, mình là cái ví A, và mình bỏ tiền vào trong một cái hộp và mình gửi qua cái ví B chẳng hạn, thì cái ví B này họ sẽ có một cái chữ ký, và họ sẽ đủ thẩm quyền để mở cái hộp này ra, và họ nhận cái lượng tiền, cái ghi chú là ở trong cái hộp đó nó sẽ có tiền và chạy vào ví của họ. Thì đây là cái cách khái quát mà Aztec họ có thể bảo mật được cái thông tin giao dịch giữa các ví. Còn cái việc mà ZK nó có đảm bảo cái tính bảo mật hay không á, thì như mình nói ở đầu podcast, đó là cái phạm vi mà họ ứng dụng cái công nghệ ZK này vào cái mạng nào trong sản phẩm của họ, chứ nó không hẳn là ví dụ như chúng ta thấy là ZK Rollup thì nó sẽ phải mang lại cái sự ẩn danh, cái sự riêng tư cho người dùng ha. Rồi, ban đầu thì mình đã lấy ví dụ về cả cái ZK Rollup, một cái từ khóa mà nó rất là hot ở trong cái hệ sinh thái của Ethereum. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ lấy một cái ví dụ mà cái công nghệ ZK này nó thực sự được ứng dụng để nó bảo mật cái thông tin của user ha. Đó là cái công nghệ ZK Snark được Binance sử dụng cho cái sản phẩm là Proof of Reserve. Thì Proof of Reserve là gì thì chắc là vào giai đoạn tháng 11, tháng 12, 2022 thì anh em cũng nghe rất nhiều về cái từ khóa này. Đó là một cái công cụ để Binance chứng minh rằng là họ có đủ tài sản bảo chứng ở trong sàn, và nó neo tỷ lệ 1-1 với cái lượng tiền mà người dùng gửi vào. Vậy thì nếu như mà Proof of Reserve mà công khai hết danh tính của từng người, từng user chẳng hạn, ví dụ như ông này giữ bao nhiêu tiền, ông kia giữ bao nhiêu tiền và cộng lại, thì nó ra được cái danh sách mà tài sản sàn đang giữ, thì cái này nó khá là bất tiện cho người dùng, và người dùng sẽ không được bảo mật cái thông tin cá nhân khi họ sử dụng sản phẩm của Binance. Vậy thì khi này á, cái công nghệ ZK nó sẽ được áp dụng vào, và họ sẽ có cái cách để chứng minh là
với cái dữ liệu của một user nào đó đi. Họ cho cái thông số đầu vào đó và họ sẽ có thể kiểm tra được là thực sự là nó sẽ được match một một với cái yêu cầu ở chứng của họ, và sàn sẽ có thể generate ra được một cái proof chứng minh được là tài sản của họ vẫn là neo giá một một. Thì đây là cái cách mà ZK được ứng dụng vào để nó che đi một vài cái thông tin cá nhân của người dùng. Thì cái này là cái phạm vi mà ZK nó sẽ được áp dụng vào để nó đảm bảo cái tính riêng tư. Tuy nhiên, cái tính riêng tư này nó sẽ chỉ là ở trên cái bề mặt thôi, và những cái bên thứ ba khi mà họ đứng ở bên ngoài, những cái observer, những cái người quan sát, họ đứng bên ngoài, họ nhìn vào thì họ sẽ không thấy được cái thông tin cá nhân của từng người dùng. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc là Binance, với cái đơn vị là họ đang cung cấp dịch vụ cho các cái trader ha ở trên sàn này, thì họ sẽ không biết được thông tin của người dùng. Thì cái này là hai cái mệnh đề này nó không đồng nghĩa 100% với nhau ha. Thì cái sự mà bảo mật này nó chỉ đứng ở cái khía cạnh là của một cái bên thứ ba, họ đứng từ ngoài họ nhìn vào là họ sẽ không biết được là user A chẳng hạn thì họ sẽ có bao nhiêu tiền ở trong Binance. Thì cái này là chỉ ở cái góc nhìn của người thứ ba họ nhìn vào thôi. Ok, và sau khi mà hiểu về cái format mà cái công nghệ ZK nó đã hoạt động, cũng như là chúng ta biết về cái phạm vi mà cái công nghệ này nó ứng dụng, khi nào nó được sử dụng cho việc bảo mật thông tin, cái tính privacy của người dùng, khi nào nó không, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với, giống với tất cả các khái niệm kỹ thuật hay là công nghệ thôi, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với những cái hạn chế, những cái tạm gọi là những cái điểm yếu của Zero Knowledge, cũng như là những cái giải pháp hướng đến cái độ privacy cho người dùng ha. Đầu tiên á, là Zero Knowledge khi mà nó tạo ra một cái mã để chứng nhận á, là một cái mệnh đề gì nó đã đúng á, thì cái thuật toán này khi mà nó gửi cái bằng chứng lên mainnet của Ethereum, thì cái hệ thống máy ảo của Ethereum á, nhiều anh em biết là cái EVM đúng không, cái Ethereum Virtual Machine á, thì nó không tương thích được với cái mã chứng nhận này. Cho nên thời gian gần đây thì nhiều anh em sẽ nghe về cái cuộc chiến ZK EVM là như vậy. ZK EVM là một cái cuộc chiến mà gồm rất nhiều các bên họ cung cấp các cái giải pháp ZK Rollup nhưng mà nó tương thích với EVM, và họ sẽ bằng nhiều cách, họ sẽ có thể họ tách cái việc mà tạo proof, tạo những cái bằng chứng ra một cái hệ thống máy ảo riêng, và họ chỉ có cung cấp những cái kết quả vào trong cái hệ sinh thái của Ethereum, thì lúc đó nó sẽ tự tương thích với cái máy ảo EVM. Thì cái này là một trong những cái từ khóa nó cũng đang rất là hot gần đây, đó là ZK EVM. Tuy nhiên, khi mà việc mà có một cái giải pháp mà nó gọi là nó chấp vá như thế này thì nó sẽ đâu đó sẽ tạo ra những cái khó khăn trong cái việc là làm sao để đảm bảo được là những cái hoạt động ở bên ngoài cái hệ của Ethereum nó sẽ được phi tập trung và nó được an toàn. Thì cái này nó sẽ là những cái bài toán mà những cái giải pháp ZK EVM này họ sẽ phải đối mặt, thay vì là những cái giải pháp mà thuần không cần phải xây dựng những cái công cụ để nó đắp vào cái việc là phải tương thích với EVM á, thì những cái ZK EVM này nó sẽ không có được cái lợi thế đó. Tuy nhiên, đổi lại thì như mình có đề cập ở đầu podcast này, cái công nghệ ZK nó sẽ giúp giảm thiểu cái lượng dữ liệu mà các cái đơn vị xác thực ở trên layer 2 họ phải nạp lên layer 1. Đó, thì giảm thiểu được cái lượng dữ liệu này, nó là một cái cách để scale nó rất là hiệu quả. Ok, mình nghĩ là cái giới hạn lớn nhất của cái công nghệ Zero Knowledge đến thời điểm hiện tại đó là nó không tương thích được với EVM. Và cái việc mà không tương thích được với EVM á, thì họ sẽ phải nghĩ ra rất là nhiều các cái giải pháp khác, có thể là đưa nó ra off-chain chẳng hạn như mình có đề cập hồi nãy, hoặc là xây dựng một cái virtual machine mới, tức là xây dựng một cái không gian để biên dịch ngôn ngữ mới, và thậm chí họ sẽ xây dựng những cái ngôn ngữ code smart contract mới. Chắc là đoạn này mình sẽ chú thích một xíu về cái virtual machine ha. Thì virtual machine nó đơn giản là nó sẽ biên dịch cái ngôn ngữ code smart contract, những cái ngôn ngữ bậc cao, xuống cái ngôn ngữ bậc thấp hơn để máy tính nó có thể hiểu được. Bởi vì máy tính nó chỉ có hiểu được những cái những số 0 và những số 1 thôi, nó không hiểu được những cái ngôn ngữ mà chúng ta viết ra là ABC như ở trên những cái contract mà chúng ta hay thấy. Thì cái này là cái khâu mà virtual machine nó sẽ làm. Thì mỗi cái virtual machine, mỗi cái máy ảo nó sẽ có một cái ngôn ngữ mà nó có thể hỗ trợ biên dịch. Thì với EVM nó là cái phổ biến nhất, nhiều anh em cũng đã nghe rồi, đó là Solidity ha. Rồi, quay trở lại với cái câu chuyện là riêng tư hay không riêng tư ấy, thì
dạo gần đây, một tuần đổ lại đây thì mình cũng thấy là rất là nhiều các cái giải pháp họ chú trọng đến cái vấn đề là làm sao để người dùng vẫn giữ được cái độ bảo mật trong quá trình giao dịch của họ mà vẫn đảm bảo được những cái yêu cầu về pháp lý chẳng hạn. Thì tuần vừa rồi, nếu như mà ai có theo dõi cái Privacy Pool á, Privacy Pool là một trong những cái giải pháp mà nó fork ra từ TornadoCast. TornadoCast là một cái dự án về có thể coi là mixing, và nó đã vướng phải nhiều cái tranh luận về pháp lý với giới chức Mỹ ha. Thì Privacy Pool là một cái phiên bản fork, và nó dự kiến sẽ triển khai trong thời gian tới. Mình không biết là cái việc mà fork một cái dự án ra thì nó có thể xử lý được cái vấn đề về pháp lý hay không, có thể là một vài cái cập nhật trong thời gian tới. Và liệu đây có phải là một cái hướng đi dành cho những cái dự án mà làm thiên về privacy hay không? Thì chúng ta sẽ cần phải theo dõi. Thì privacy nó là một cái hướng đi mà mình nghĩ là nó khá là thú vị. Và bản thân của Vitalik Buterin thì ông cũng liên tục chia sẻ về những cái dự án xây dựng để hướng tới xử lý cái vấn đề này. Thì đây là một cái mình nghĩ là rất là đáng chú ý và theo dõi trong thời gian tới. Làm sao để các dự án họ có thể đảm bảo được cái sự riêng tư trong giao dịch của người dùng mà vẫn có thể đảm bảo được cái độ minh bạch, và khi mà họ đảm bảo được cái độ minh bạch á, thì họ có thể chứng minh được với giới chức là đây là cái giải pháp nó hữu hiệu và nó win-win cho cả hai. Thì đây là cái mà chúng ta đang cần theo dõi, và hy vọng là trong tương lai nhiều cái giải pháp kỹ thuật nó sẽ giúp giải quyết được cái vấn đề này ha. Ok, mình nghĩ là tập tuần này thì nó sẽ hơi nhiều cái khái niệm kỹ thuật nên mình cũng không muốn nói thêm một xíu về cái attestation. Nhưng mà attestation là một cái từ khóa mà cũng vừa rất là hot ở trong cái hội nghị ETH Denver trong một tuần qua. Nhưng mà chúng ta sẽ giữ lại cái chủ đề này, và khi mà có điều kiện thì chúng ta sẽ nói sâu hơn về nó trong những tập podcast tiếp theo ha. Attestation là một cái khái niệm cũng khá là hay, và nó sẽ giúp phần nào đó giải quyết được cái thế lưỡng nan, đó là làm sao để đảm bảo được privacy nhưng mà vẫn chứng minh được cái độ minh bạch, độ uy tín của từng cái giao dịch, từng cái định danh, từng cái địa chỉ ở trong không gian blockchain. Thì cái này là một cái chủ đề mình thấy rất là thú vị và một cái rất là tiềm năng trong thời gian tới và rất đáng theo dõi. Tuy nhiên, như mình nói rồi đó, thì tập này nó khá là nhiều cái khái niệm kỹ thuật, cho nên là rất mong là anh em vẫn còn đồng hành cùng với DeFi Discussion tới những phút cuối cùng của tập tuần này. Hẹn gặp lại anh em trong DeFi Discussion tuần tiếp theo với nhiều topic thú vị xoay quanh thị trường DeFi ha.